Vâng, Thịnh Quyền xin kính chào tất cả quý vị, tất cả các chú anh chị đang xem kênh Thịnh Quyền Vlog. Kính thưa quý vị, tối ngày hôm nay thì có một số những cái nội dung liên quan đến câu chuyện của chị Hằng Ni, cũng như là một nhân vật cũng khá là quan trọng, đó chính là anh Thái Văn Đường cả nhà. Khi mà mẹ của anh Đường đã mới đây đã trả lời phỏng vấn trên một số các cơ quan báo chí nước ngoài các thông tin về tình hình của Đường Văn Thái hiện tại. Thì trước khi đi vào cái nội dung chính của Hằng Ni cũng như Thái Văn Đường thì Thanh Nguyên xin phép chia sẻ một số những cái nội dung liên quan đến chị Lan. Lúc sáng đó cả nhà, Thanh Nguyên có chia sẻ và cũng có gửi lời đến chị Lan cũng đã rất là nhiều lần rồi. Khi mà chị Lan nói rằng là người này người kia tấn công, rồi là nhắc tên Thanh Nguyên, chửi bới Thanh Nguyên rất là nhiều, nói rằng là tấn công nhục mạ vu khống Đinh Lan, rồi tố cáo lên cơ quan chức năng. Nhưng mà đã 2-3 lần rồi, em đã gửi lời thẳng trực tiếp chị Lan, có thể cùng chị Lan đến cơ quan chức năng để cùng nhau đối chất, cùng nhau gặp gỡ, cùng nhau đối chất tại đồn công an luôn. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là mới đây Đinh Lan lại tiếp tục viết bài nữa, nhưng mà không trả lời trả vốn gì cả. Clip thì vẫn coi bình thường, ghim cái tên em lên đó, chụp hình những cái video clip của em đăng lên rồi chửi bới thoả mạ em, nhưng mà lại không dám trả lời cái vấn đề mà em đặt ra là có dám gặp trực tiếp tại đồn công an để cùng đối chất với tất cả những cái nội dung mà hai bên đã đưa hay không. Khi mà chị Lan nói rằng là em xúc phạm vu khống nhục mạ chị Lan, còn chị Lan là không có nhắc gì đến em, không có nói, không có chửi bới gì em cả, nhưng mà tại em tấn công chị Lan vô cớ gì đó. Nhưng mà khi cần thiết một cái sự đối chất tại đồn công an thì Đinh Lan không dám trả lời trả vốn nhắc gì cả. Mới đây Đinh Lan lại tiếp tục viết một bài rất là dài, lại tiếp tục lôi bà Nguyễn Phương Hằng, lôi tất cả những cái câu chuyện từ hồi năm 1900 hồi đó quay lại, cũng như cái câu chuyện liên quan đến một số YouTuber khác. Thì cái câu chuyện em không nói, nhưng mà rõ ràng cái vấn đề khi mà Đinh Lan nhắc cái tên em và em cần cái sự đối chất tại cơ quan chức năng, thì chúng ta thấy rằng Đinh Lan có cái động thái gọi là im lặng, không dám trả lời trả vốn. Thì rõ ràng nếu như mình thật sự nói đúng, mình thật sự mình không sợ, thì tại sao mình không dám làm cái điều đó? Chúng ta thấy cái bộ mặt của chị Lan là như thế nào rồi. Thưa quý vị, thì khi mà Đinh Lan cứ tiếp tục như vậy đi, thì chúng ta cũng sẽ cùng chờ đợi thôi. Tại vì cái giọng điệu của chị Lan đó trước giờ nó là như vậy rồi, tính cách của chị Lan là như vậy rồi. Chờ đợi qua năm mới rồi, giống như lời chị Lan nói, Đinh Lan nói là sang năm 2024 qua Tết rồi đó thì sẽ như thế này chứ kia, thì để xem rằng một lần nữa có đúng như cái lời chị Lan nói hay không. Thì chị Lan là giống như là nhà tiên tri rồi. Thưa cô chú anh chị, rồi trở lại với cái nội dung chính liên quan đến câu chuyện của Hằng Ni và Thái Văn Đường, đặc biệt là cái thông tin từ phía mẹ của Thái Văn Đường trả lời phỏng vấn cho một số báo chí nước ngoài đã cả nhà, cho rằng là ngày hôm nay theo có thông tin đó là ngày 30 tháng 1 vừa qua, thì cách đây cũng vài ngày thôi cả nhà, thì đã được gặp gỡ con trai của mình trong trại giam và tình hình sức khỏe khá là tốt. Và bà ấy còn cho rằng là có vẻ mập hơn, trắng trẻo hơn ngay cái thời điểm mà trước đó bà đã từng gặp Thái Văn Đường tại Bangkok của Thái Lan. Thái Lan thì đen, tuy rằng cũng vạm vỡ nhưng bà đen, nhưng lần này gặp gỡ thì lại trắng hơn, tại vì mấy tháng trời cũng lâu rồi ha, thì cũng gọi là ở trong trại giam, cho nên là không có đi ra ngoài nắng nhiều đó cô chú anh chị, không có đi ra ngoài nắng nhiều nên là trắng hơn, điều đó cũng bình thường thôi. Kể cả chị Ni cũng vậy mà, chị Ni cũng thấy trắng trẻo hơn ngày xưa, con cái hơi ốm thôi cô chú anh chị ha. Nhưng mà động thái của anh Đường cũng như là của mẹ anh Đường chia sẻ đó cả nhà, thì Thanh Quyền thấy rằng là có lẽ thì khi mà được gặp gỡ người thân rồi đó, thì có lẽ là những cái lời khai của Thái Văn Đường cũng như là đã có cái động thái hợp tác rồi và kết cung rồi hay chăng, mà tại sao lại được gặp gỡ như vậy? Cũng có thể là cái dịp Tết này để họ cho gặp gỡ để an tâm hơn hay là như thế nào. Nhưng mà theo Thanh Quyền được biết đó, trừ khi là cái vụ án gọi là đã điều tra xong, hoặc là người ta đã kết cung và tội phạm đó đã nhận tội rồi đó, khai đầy đủ này kia đó, thì người ta mới cho gặp gỡ người thân hoặc là tiếp xúc với gọi là luật sư vân vân. Chứ nếu mà chưa có cái động thái kết cung hoặc lấy lời khai điều tra xong đó thì chưa được cho gặp gỡ người thân đâu cô chú anh chị. Như vậy với cái động thái này thì khả năng cao Đường Văn Thái đó đã kết cung. Và theo có thông tin từ phía mẹ của anh Đường chia sẻ đó, thì phía trước khi ra về, cơ quan chức năng còn báo rằng là
ngày 20 tháng 4 sẽ có những cái thông tin mà người ta sẽ gửi văn bản hay công văn về nhà cho gia đình an tâm. Thì Đường Văn Thái ở bằng đây, ở trong đây sức khỏe vẫn tốt. Như vậy là 20 tháng 4 có nghĩa là qua Tết đó của chú anh chị, thì chúng ta cũng sẽ có lẽ sẽ có thêm một số những cái nội dung liên quan đến câu chuyện của Đường này. Cái điều này thì nó lại khá là trùng hợp trong cái vụ của Hàn Ni, và giữa hai nhân vật này cũng có mối quan hệ với nhau. Thì chúng ta thấy rồi là anh Đường đã anh từng chia sẻ tâm sự là giữa Hàn Ni và anh ấy tâm sự rất là nhiều thứ, tâm sự rất là nhiều lần qua những cái cuộc điện thoại hay là những cái dòng tin nhắn đó, chứng tỏ những cái sự thân thiết. Và vụ án của Hàn Ni thì cũng đã được viện kiểm sát chuyển sang tòa án để mà đề nghị truy tố rồi. Và ngay cái thời điểm này thì cái thông tin liên quan đến anh Đường thì cũng có. Và chúng ta thấy rằng hai cái sự trùng hợp và nó có những cái gọi là cái chi tiết khá là nhạy cảm, và thậm chí là khá là tương đồng, mà bởi vì chúng ta thấy là Hàn Ni có những cái group, cái nhóm mà bên trong đó đến giờ này vẫn chưa được gọi là công bố, thưa cô chú anh chị, vẫn chưa được công bố. Không biết rằng là phía cơ quan chức năng đó, họ khi mà họ điều tra họ đã phát hiện ra những cái điều gì, cái điều đó chúng ta không hề biết được, cô chú anh chị. Nhưng mà cái nhóm đó toàn là những cái nhân vật nổi cạo, nổi cộm, và đồng đội của Jenny cũng như vậy. Thời gian gần đây chúng ta thấy cái sự xuất hiện mà một tín hiệu thì mình nghĩ rằng khá là vui đó, đó chính là đồng đội của chị Ni liên tục rồi, bây giờ tấn công liên tục rồi. Có nghĩa là những cái đồng đội như là Đào Kim Lân hay Đặng Đình Mạnh, Nguyễn Văn Miến, những cái kẻ mà mang danh gọi là luật sư đó, trước đó đó là những đối tượng hiện tại đang bỏ trốn, đang ra sức rất mạnh mẽ viết bài, đăng bài liên tục, lên video liên tục để binh vực cho Hàn Ni và Văn Sĩ. Tại sao mà Thanh Nguyên nói rằng là những cái đối tượng này khi mà nhảy lên binh vực cho Hàn Ni và Văn Sĩ thì chúng ta cảm thấy vui, bởi vì nó đã lộ ra hết tất cả rồi cả nhà, đã lộ ra hết tất cả những cái đồng đội và những cái gọi là chung nhóm, chung xuồng của họ là những cái đối tượng nào rồi, đã xác định được rồi, chúng ta thấy rất là rõ rệt luôn. Đã xác định được rồi thì Thanh Nguyên tin rằng bản thân khán giả, những người theo dõi câu chuyện chúng ta còn đã biết được. Như vậy thì phía cơ quan chức năng họ không thể nào mà không nhìn thấy. Cho nên là với cái câu chuyện của chị Ni, mặc dù là cái vụ án sắp tới đây đó cũng chỉ là 331 thôi, nhưng mà Thanh Quyền tin rằng đó, cái câu chuyện chị Ni nó sẽ không dừng lại ở cái câu chuyện gọi là 331 đâu cả nha. Bà Nguyễn Phương Hằng theo thông tin mới nhất đó thì khả năng cao sẽ không được xem là bị hại trong vụ án này, bởi vì vụ của Hàn Ni cũng sẽ giống y chang. Chúng ta thấy cái tình tiết giống y chang với cái câu chuyện mà Sô Nguyễn Phương Hằng đã bị truy tố trước đó. Có nghĩa là một tội danh bao một sẽ không có 155, 156, không có vu khống và làm nhục. Và bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Thị Dũng và công ty cổ phần Đại Nam cũng chỉ là người có quyền lợi ở vụ liên quan đã bị Hàn Ni Văn Sĩ làm thiệt hại, và cũng sẽ được mời đến tòa với cái tư cách giống như những cái cá nhân là những cái nghệ sĩ, hay là kể cả bản thân của Đinh Lan, mà đến giờ này Đinh Lan vẫn chưa bỏ cuộc đó cả nhà, thì cũng giống y chang như vậy thôi. Và nhiều những cái nhân vật đó hiện tại đang binh vực đó thì người ta cho rằng là sẽ sử dụng cái công thức của Ngọc Trinh công thức cái vụ án của Ngọc Trinh vừa qua để áp dụng vào cái câu chuyện của Hàn Ni, thì chúng ta biết rồi, đó là cái luận điệu họ mà thôi. Còn đối với hai câu chuyện này, chúng ta thấy cái tính chất và cái mức độ ảnh hưởng nó hoàn toàn khác nhau. Rõ ràng với một người không am hiểu luật như là Ngọc Trinh hay là bà Hằng, còn những kẻ mang danh là luật sư, nhà báo, biết luật, phạm luật, và đặc biệt hơn nữa là cái sự lan tỏa của họ về pháp luật nó rất lớn. Bởi vì nếu như bà Hằng á, là bà lên truyền bá về pháp luật, không ai tin. Ngọc Trinh mà lên gọi là nói về pháp luật, nói về luật pháp hay là chia sẻ về luật thì ai mà tin. Nhưng mà những như là Trần Văn Sĩ hay Hàn Ni, khi mà lên nói về pháp luật, nói rằng người này người kia phạm tội, hoặc là cái công ty này công ty kia nó phạm luật, thì người ta lại tin, đúng không cô chú anh chị? Và cái điều đó khi mà người ta tin vào hai đối tượng này thì nó gây ra một sự ảnh hưởng nhất định, không chỉ riêng là công ty cổ phần Đại Nam, mà trong cái nhóm mà của kính của chị Ni đó, truyền bá quảng bá gì về pháp luật gì đó. Và nếu như nó không đúng đó, thì nó còn kinh khủng mức độ nào nữa. Sự ảnh hưởng rất lớn khi mà có hàng trăm, hàng ngàn lượt theo dõi, hàng trăm ngàn lượt theo dõi,
trên tất cả các nền tảng của hai đối tượng này, khi mà họ mang danh là luật sư, nhà báo để mà chia sẻ trên gọi là các nền tảng mạng xã hội cả nhà. Cho nên là cái thông tin về cái câu chuyện của Thái Văn Đường ngay thời điểm này, và cái thời điểm là 20 tháng 4 đó, thì Thanh nghĩ rằng là có một cái sự trùng hợp, có một sự trùng hợp đối với chị Ni. Bởi vì chúng ta biết là anh Đường đó là anh đưa những cái thông tin nội dung gọi là một số các doanh nghiệp lớn và một số những cái lãnh đạo cấp cao, mà bản thân anh ấy trong khoảng thời gian dài chỉ chui rút, chúng nhủi tại Bangkok, Thái Lan, tại một cái vùng nào đó ở Thái Lan đó, thì làm sao có thông tin cả nhà. Thì tất nhiên đó, phải có những cái chi nhánh, cái gọi là cái đồng đội của anh ấy tại đây. Nhưng mà lại nó kết ngay chăng cái thời điểm mà chung cái vụ của Hàng Ni, thì chúng ta hiểu, những ngầm hiểu rằng giữa Hàng Ni và anh Đường này liệu có cái mối quan hệ gì với nhau. Bởi vì chính anh Đường bản thân thừa nhận hàng đêm tâm sự với Hàng Ni, như vậy thì liệu rằng họ có trao đổi thông tin với nhau hay không. Mà trao đổi thông tin với một đối tượng như Thái Văn Đường thì chúng ta hiểu rằng là chị Ni và anh Sĩ đó có dấu hiệu gì rồi, có dấu hiệu gì rồi. Bản thân anh Sĩ thôi, chụp hình với Nam Quang Tiến Dũng quan hệ rất là nhiều lần, thân thiết, nhận tiền nhận bạc, thì có lẽ rằng rất nhiều cô chú anh chị những cái cơ sở đó cho chúng ta nhìn nhận rõ hơn một cái phần trăm cao hơn trong cái câu chuyện này. Không biết rằng cái bị đánh giá như thế nào về những cái nội dung trên, và trong một khoảng thời gian sắp tới đây, sau mà qua Tết có lẽ rằng sẽ rất nhiều những cái thông tin mới liên quan đến câu chuyện của các nhân vật này, đặc biệt là những cái sự quan tâm về mối quan hệ của Hàng Ni và Thái Văn Đường mà do chính miệng Thái Văn Đường đã từng thừa nhận nha cô chú anh chị. Rồi, Thanh Nguyên cũng sẽ cố gắng cập nhật liên tục những cái tình hình liên quan đến câu chuyện này để gửi đến cho quý vị chúng ta theo dõi. Còn bây giờ xin cảm ơn, xin kính chào và hẹn gặp lại.